Nội. Nội. Thằng Quý, mày làm cái gì vậy? Nói nhỏ thôi. Chuyện gì vậy? Mấy bữa nay có ai kiếm con không? Không. Mà mày làm chuyện gì mày sợ người ta kiếm? Không có. Không. Hay là mày đi quậy phá, quýnh lộn ở đâu phải không? Không có gì. Mày cầm cái này đi. Cái gì? Cầm đi, nói chung là có tiền cứ cầm đi, đừng có hỏi nhiều nữa. Tiền ở đâu mày có? Đừng có hỏi, nói chung là có tiền thì nội cứ cầm đi. Tiền này của con. Tiền của con? Mày còn thất nghiệp, còn ăn bám tao. Tiền ở đâu mà mày có? Thì nói chung là cầm tiền thì cứ lấy đi, đừng có hỏi nhiều quá. Không, tao không có lấy cái tiền này. Biết đâu là tiền ăn trộm ăn cắp làm sao. Tao không có lấy cái tiền dơ đó. Thì không lấy thôi. Mày bây đi đâu? Bây giờ con đi xa một thời gian. Nếu mà có ai hỏi á, thì nói á là con đi lên Sài Gòn làm ăn. Cả tháng nay rồi chưa có về. Vậy nha. Vậy là mày đi quậy phá ở đâu, hay là mày đi đánh lộn đánh đạo phải không? Hay là mày ăn cắp? Không có. Hôm trước á, con Liên ở xóm trên, nó mới bị mất một chiếc xe. Có phải mày ăn cắp không? Không. Không. Vậy thì tao kêu con Liên qua, nó nhìn mày chắc biết. Bà nội, con là cháu của nội đó. Tao không có đứa cháu nào mà trộm cắp như mày hết á. Mày đã ăn cắp giặt ở trong xóm này rồi còn chưa đủ á, mày còn đi lên cái xóm trên mà ăn cắp xe nữa hả Hưng? Mày nói thiệt đi, phải mày ăn cắp xe không? Trời ơi Hưng ơi là Hưng ơi, mày quậy vừa vừa thôi. Rồi rồi, em mua 40 đúng không? Rồi ok. Nửa tiền phải không? Ok ok. À mà nè, tao ghi rồi đó. Mày kêu con Toàn á, đem tiền qua đây cho tao luôn. Nhớ, kêu đem 2 xị qua trả cho tao luôn. Cái thằng, có 2 xị thiếu gì ngay dễ sợ, mấy tháng trời không chịu trả. Rồi rồi rồi, ok ok. Mày đi vô đây, lấp ló cái gì nữa. Gì nữa đây? Cái gì đây? Con tao có được nhiêu? Mày khùng hả? Cái này đưa cho tao, tao còn quăng. Cầm cái gì mà cầm? Thì cầm đỡ đi, coi như tao mượn mày vài trăm. Mày khùng muốn khùng vừa vừa thôi chứ. Mày mượn tiền tao qua bên tụi Quy muốn bài nữa hả? Tiền tao phải làm từ thiện nha mày. Biến đi mày. Mẹ ơi! Mẹ! Có nhà không mẹ? Út rảnh qua coi ha, với lại luôn tiện hai nói chuyện này cho Út nghe. Mẹ ơi, nhanh đi mẹ.
Vậy bây giờ chiếc xe đâu? Con cầm rồi. Mày cầm bao nhiêu? 10 triệu. Hưng ơi là Hưng ơi, mày già cái đầu mà mày còn ngu lắm. Mày ăn cắp như vậy rồi á, thế nào người ta cũng biết được, người ta bắt mày rồi mày sẽ ở tù. Chứ bây giờ con lỡ rồi, nổi nó con làm sao? Mày làm sao mày làm, tao không có biết nữa. Thế bây giờ vậy đi, thì con trốn đi. Rồi ví dụ như ai tới hỏi nội á, nội nói là nội không biết gì hết, vậy là được rồi chứ gì. Không được đâu Hưng, mày trốn ở đâu hả Hưng? Ở đâu cũng có pháp luật, ở đâu cũng có công an hết. Mày tưởng mày trốn được sao Hưng? Chứ bây giờ nội nói con làm sao? Con đi tự thú đi Hưng. Rồi gặp con Liên, con chỉ chỗ cho nó chuộc lại, có khi nó sẽ tha tội cho con. Rồi bà gặp nó, bà sẽ năn nỉ con nữa. Như vậy tội con sẽ nhẹ hơn. Nghe lời bà đi, đi tự thú đi Hưng. Bị cáo Trần Thanh Hưng, đây là lần thứ mấy bị cáo đi trộm cắp tài sản của người khác? Dạ thưa hội đồng xét xử, đây là lần đầu tiên ạ. Bị cáo đã có dự mưu từ trước để trộm cắp xe của bị hại là chị Nguyễn Thị Kim Liên, đúng không? Dạ không, không phải như vậy thưa hội đồng xét xử. Khi bị cáo đi ngang qua nhà của chị Liên, thấy xe của chị để trước cửa, chìa khóa vẫn còn cắm trên xe, cho nên bị cáo mới nổi lòng tham trộm xe của chị Liên. Vì lý do gì mà bị cáo lại lấy trộm xe của chị Liên? Dạ thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo túng thiếu quá à. Bị cáo có nghiện ngập hay nợ nần gì không? Dạ không thưa hội đồng xét xử, bị cáo chỉ thiếu tiền tiêu xài thôi à. Vậy sau khi lấy trộm xe của chị Liên, bị cáo đã làm gì? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo cầm xe lấy 10 triệu rồi trốn đi vài ngày. Sau đó bị cáo có về gặp bà nội thì được bà nội khuyên bảo ra đầu thú. Vì thương bà nội già cả và cũng không muốn bà nội tiếp tục đau buồn vì bị cáo nữa, với phần bị cáo thấy mình cũng có lỗi, cho nên bị cáo quyết định ra đầu thú. Dù rằng hành động đầu thú của bị cáo là đúng, nhưng việc bị cáo trộm cắp tài sản của người khác là điều sai trái, vi phạm pháp luật, cần bị pháp luật trừng trị. Bị cáo là một thanh niên có sức khỏe, phải biết tu chí, làm ăn, lo cho gia đình, chứ đâu phải đi trộm cắp để thỏa mãn cho riêng bản thân mình như vậy. Mời vị đại diện Viện Kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, hành vi trộm cắp tài sản của bị cáo Trần Thanh Hưng là vi phạm pháp luật. Nhưng xét thấy bị cáo đã ăn năn hối cải và đã tự đi đầu thú nên có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hưng 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và phạt bị cáo Trần Thanh Hưng 10 triệu đồng. Mời vị đại diện Viện Kiểm sát ngồi xuống. Mời người bị hại, chị Nguyễn Thị Kim Liên đứng lên trả lời câu hỏi đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của Viện Kiểm sát dành cho bị cáo Trần Thanh Hưng hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi cũng không lạ gì bị cáo. Gia đình tôi cũng có biết bà Thủy, tội nghiệp bà, già cả rồi mà có thằng cháu không nên thân như vậy. Nhưng mà bị cáo cũng đã đầu thú và tôi cũng đã lấy lại xe của mình. Mong hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ án cho bị cáo. Mời chị ngồi xuống. Mời người đại diện hợp pháp cho bị cáo Trần Thanh Hưng, bà Lê Thị Thủy, đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của Viện Kiểm sát dành cho bị cáo Trần Thanh Hưng hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi cũng tức cái thằng cháu khờ dại này lắm. Trước giờ tôi cũng biết nó là đứa không có biết lo làm ăn, chỉ chơi bời trác tán thôi. Nhưng tôi không có ngờ là nó dám ăn cắp xe của người ta.
biết nó làm sai như vậy, tôi có khuyên nó thì ra đầu thú. Giờ tôi kính mong hội đồng xét xử thương tình cho nó mới phạm tội lần đầu, giảm án cho nó. Tôi xin cảm ơn hội đồng xét xử. Phía sau tiếng nước thương đau là ba nan tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàn năm tháng, cuồng sông bon chen ban đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Trần Thanh Hưng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã biết lỗi của mình, kính mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. BMS Flesumac và thuốc ho Bảo Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Xét thấy bị cáo Trần Thanh Hưng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, nên áp dụng điều 46, điều 138 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hưng 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, đồng thời phạt bị cáo Trần Thanh Hưng phải nộp lại 10 triệu đồng. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Với hành vi cướp xe, bị cáo Hùng đã bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Đây là bài học đắt giá cho Hùng và cho những thanh niên trẻ. Cần biết chế ngự bản thân, đừng để lòng tham sai khiến mà đẩy mình vào vòng xoáy tội lỗi. Qua vụ việc, cũng mong mọi người hãy tự cảnh giác chính bản thân mình. Đôi khi chính sự chủ quan lơ là của bản thân lại vô tình tiếp tay cho những kẻ như Hùng thực hiện hành vi xấu. Hy vọng rằng Hùng sẽ biết ăn năn hối lỗi, biết tu tâm cải tạo để sớm có cơ hội hoàn lương. Chào chị. Em là Vi, phóng viên ký sự pháp đình. Chị đến đây để giết vợ em hả? Cuộc đời em buồn lắm chị à. Có gì đâu mà giết. Nhưng mà giết lên báo á cũng hay, coi như em là bài học để cảnh tỉnh mọi người. Chị cứ bình tĩnh, coi như là chị đang tâm sự với một người bạn nha. Em mồ côi mẹ từ nhỏ, ba thì bỏ đi biền biệt. Em ở với ông bà từ nhỏ. Tuy là ông bà thương em lắm, nhưng mà không có ba mẹ, nó tủi thân lắm chị ạ. Nhưng mà tính ra khoảng thời gian sống chung với ông bà là thời gian mà em hạnh phúc nhất, bi kịch nhất kể từ khi em lấy chồng. Ủa sao nhà cửa chống vừa quất vậy em?
À, dạ, tại vì sắp tới vợ chồng em tính sửa nhà nên đem đồ đi gửi nhà người ta chị. Trời ơi. Mà có bầu em ăn uống được không? Sao chị nhìn thấy em xanh xao quá vậy? Dạ, không biết sao, mấy ngày nay em hơi khó ăn nên hơi mệt. Ủa rồi chồng em đâu? À, ảnh ở ngoài tiệm nét á. Tại vì em có bầu á, ảnh bắt em ở nhà, ảnh giữ tiệm con mình nè. Thương quá ha. Nè, em á nghe, tội nghiệp lắm, ở với ông bà ai ai cũng thương hết trơn á. Cũng hên á, bây giờ hả lấy chồng có điều kiện mà lại thương yêu em như vậy nữa, ai ai cũng mừng hết á. Dạ, ảnh thương em lắm chị. À, mà hai bác ở nhà khỏe không chị? Lâu quá rồi em cũng không có thời gian xuống thăm hai bác nữa. Ba má chị khỏe lắm. Dạ. Có gì chị cho em gửi lời thăm hai bác nha. À, một chút nữa em có lịch đi khám thai. À, chị ngồi chơi một chút rồi có gì chị cứ về trước đi. Rồi em sắp xếp thời gian rồi em về em thăm chị với lại hai bác nha. Chị tính lên đây chơi ít ngày, chị chở em đi. Hay để trễ chị chở em đi khám thai cho. À, dạ không được chị. Tại vì chồng của em á, ảnh đòi chở, anh không cho ai chở em đi lúc bầu bì hết á. Trời. Hay là hai vợ chồng em đi đi. Chị ở nhà coi nhà, chị chờ em về. Hôm nay chị rảnh, chị muốn lên đi chơi mấy bữa luôn á. Dạ, em nói thiệt chứ cũng ngại với chị. Tại vì á là chồng em á, ảnh nói á là một lát nữa đi khám thai xong á, ảnh chở em về nhà mẹ chồng em luôn. Tại vì á, mẹ em nói á là để tiện chăm sóc, thấy em ở nhà mình không ai chăm sóc á, mẹ em lo. Trời ơi, sướng dữ ta. Có chồng, chồng thương yêu, được ba má chồng cưng chiều như vậy á, ráng mà hưởng nghe chưa. Dạ, em ngại với chị quá. Thôi để dịp khác nha chị. Không cho chị ở lại vậy, chị về. Thôi chị về nha. Ở đây hả, nhớ ăn uống cho đầy đủ nghe chưa, ăn cho nhiều vô để bổ mẹ bổ con nghe chưa. Dạ sao em biết bé này. Cho nó bụ bẩm á. Cảm ơn chị. Thôi để em đưa nha. Chị về. Thôi không có đưa đón gì hết, ngồi đây đi, bầu bì mệt lắm. Dạ chị về nha. Chị về cẩn thận nha. Ráng ăn vô nghe chưa. Dạ chị. Dạ, em nghe nè chị Hoa. Phượng hả? Thằng Lực đâu rồi? Mày đưa cái điện thoại cho nó, cho tao nói chuyện với nó một chút coi. Dạ, anh không có ở nhà chị, có chuyện gì không chị? Chuyện gì nữa hả? Nó nợ tao 10 triệu á, mà gần cái tháng nay rồi. Mà cái hẹn lần hẹn lượt là sao? Tao gọi điện thoại á thì không bắt máy. Mày nói với nó thu xếp trả nợ cho tao nha. Chứ còn không á, là tao qua tao dỡ nhà đó, đừng có trách tao nghe chưa. Dạ. Vì không muốn chị họ chứng kiến em bị đánh nên em mới muốn chị ấy về. Thật sự lúc đó em tủi thân lắm. Anh làm gì mà thiếu nợ bà qua tới 10 triệu dữ vậy? Tao mua thuốc chứ cái gì. Trời ơi, nhà đã không có tiền rồi mà anh còn mượn nợ chi nữa em không biết nữa, không lo làm ăn gì hết à. Mày nói nhiều hả mày? Bữa nay mày không ăn mày nói nhiều hả? Nói nhiều hả mày? Nói nhiều hả mày? Nói nhiều mày? Mày còn tiền không? Em hết tiền rồi. Tao cầm cái điện thoại của mày. Đừng á. Anh, đừng có lấy. Mày buông ra. Cũng vì bị đánh quá nhiều nên em sanh lo. Nhưng ơn trời, thằng bé sinh ra khỏe mạnh. Và dù mới sinh, nhưng ngày nào anh cũng đánh, cũng đòi 500 ngàn để mua ma túy. Tiền của này đâu mày? Anh ở nhà nhỏ thôi, con nó đang ngủ ở chồng á. Nhà của tao, tao muốn làm gì kệ tao. Tiền đâu? Hôm nay em không có tiền,
Với lại á, đồ đạc trong nhà anh gom anh bán hết rồi, làm gì còn tiền nữa. Không có tiền hả mày? Không có tiền hả mày? Không có tiền tao quýnh cho lòi thiệt. Mày không có tiền, không có tiền hả mày? Tao nghe nè. Rồi, tao qua liền. Em đã có nghĩ đến chuyện ly dị, nhưng mà em nghĩ mình đã không có ba mẹ, em không muốn con của em chịu cảnh không có ba, nên em đã cố gắng nhẫn nhịn. Rồi em nghĩ ra cách đó là đi theo chồng mình để coi ảnh mua ma túy như thế nào rồi mua về bán lẻ. Cũng nhờ cách đó mà em đã tránh được cảnh đòn roi cả năm trời. Và bây giờ em phải chịu cảnh tù tội như thế này. Tư ơi! Tư ơi Tư! Quà gì đâu mày? Ai đây? Vợ tao. Vợ heo nữa hả? Ừ. Chờ một chút. Có hộp bánh đó. Sau lần giao dịch ma túy đó, ngày nào em cũng mua 2 tép. Một tép cho chồng, còn một tép á, em đem đi bán lấy lời. Ai với trai không? Dép đất mũ bể đồ bán không? Với trai đây, với trai đây. Anh Tư ơi, nay có dê chai bán không anh Tư? Anh Tư ơi! Có, đợi chút. Cô Giang. Lúc đi mua ma túy, em không sợ bị bắt hoặc là bị cướp. Bị bắt thì coi như là mình thoát khỏi cuộc sống khổ sở này. Nhưng bị nhiễm HIV thì coi như đời mình rồi đời con chấm hết. Còn nếu bị cướp thì hôm đó chắc chồng sẽ đánh em thừa sống thiếu chết. Và mọi việc cứ diễn ra đều đặn hơn 1 năm trời. Thuốc đâu? Và mọi việc cứ diễn ra đều đặn 1 năm trời. Cho tới khi... Tất cả đứng im! Chị đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Mời chị theo chúng tôi về đồn. Bị cáo Phạm Hồng Phượng,
tại sao bị cáo lại có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy? Và sự việc này kéo dài bao lâu rồi? Thưa hội đồng xét xử, chồng bị cáo nghiện ma túy. Mọi thứ trong nhà anh đều đem bán hết. Rồi từ khi mà anh bị nghiện á, thì tính tình anh thay đổi. Mỗi ngày mà bị cáo không đưa 500 ngàn cho anh mua thuốc á, là anh đánh bị cáo. Vì muốn yên ổn chung lo cho con, nên hơn một năm bị cáo đã nghĩ ra cách này. Tại sao biết chồng mình nghiện ma túy mà bị cáo không báo với cơ quan chức năng để có biện pháp cai nghiện, mà lại có hành động dại dột trái pháp luật như vậy? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất muốn chồng được cai nghiện, nhưng mà mỗi lần đề cập tới á, thì anh đánh bị cáo thừa sống thiếu chết. Bị cáo không còn cách nào hết nên mới làm chuyện này. Bị cáo nghĩ là mình chỉ mua bán nhỏ nên sẽ không có bị tội lớn. Bị cáo sống với ông bà từ nhỏ. Khi lên trung cấp á, thì ông bà mất. Bị cáo được một người mai mối cho anh Lực. Thấy anh có điều kiện tốt, bị cáo nghĩ đó là chỗ để cho bị cáo có thể nương tựa. Nhưng mà bị cáo không ngờ, lấy nhau chưa được một năm á, thì anh bị nghiện. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Hồng Phượng là mua bán trái phép chất ma túy. Khi phát hiện ra chồng nghiện ma túy, thay vì báo cáo cơ quan chức năng hỗ trợ mang chồng đi cai nghiện, bị cáo đã có hành động sai lầm khi vừa mua lại vừa bán lẻ ma túy. Sự việc kéo dài hơn một năm trời, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, cần được xử lý nghiêm. Căn cứ vào điều 251 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị mức án từ 15 năm đến 17 năm tù đối với bị cáo Phạm Hồng Thượng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Tòa cho phép bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết việc làm của mình là sai, là trái pháp luật. Nhưng bị cáo bị dồn vào đường cùng. Bị cáo còn con nhỏ, kính mong hội đồng xét xử giảm án để bị cáo được sớm ra tù chăm lo cho con. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến của vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Hồng Phượng là mua bán trái phép chất ma túy. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của xã hội, góp phần gieo rắc cái chết trắng cho cộng đồng nên cần được xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo cũng có những tình tiết cần được xem xét và giảm nhẹ, như mồ côi từ nhỏ, không được học hành tới nơi tới chốn, bị hoàn cảnh dồn ép và sau khi bị bắt, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác, phục vụ công tác điều tra. Bị cáo có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, căn cứ vào điều 251 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Phượng 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn mang. Tính ra cũng được 5 năm kể từ ngày em chấp hành án rồi đó chị. Em cũng mới được ân xá, giảm 5 tháng tù.
Ở ngoài á, tuy là 5 tháng không là bao nhiêu, nhưng mà ở trong này á, một ngày cũng quý nữa. Bởi vậy em chỉ mong được sớm ra tù để đoàn tụ với con em. Con em nó thiệt thòi lắm chị. Em chỉ mong á là được sớm ra tù để bù đắp cho nó. Mặc dù á là có thiếu thốn đi nữa, nhưng mà sau khi ra trại, em sẽ cố gắng bươn trải để kiếm tiền lo cho con em ăn học. Cuộc đời em đã vất vả nhiều rồi. Em không muốn con của em nó phải mắc phải sai lầm của em lần nữa. Em muốn là con của em phải được sống tốt. Chị phải cố gắng lên, ráng cải tạo tốt vì mình và con của mình nữa. Mà con của chị bây giờ ai nuôi? Dạ, trung tâm bảo trợ chị. Cũng không trách bên nội được. Tại vì á, bao nhiêu tiền của mà ông bà dành dụm được á, thì chồng em cũng đem đi bán hết để mua ma túy. Mặc dù là ở trung tâm á, nhưng mà tháng nào em cũng đều được gặp con. Bây giờ em chỉ biết nhìn con để mà làm động lực sống, cố gắng cải tạo thật tốt để được về chăm sóc cho con em. Tiếp xúc với Phượng, một người mẹ trẻ vướng 15 năm tù tội vì mua bán trái phép chất ma túy, khiến tôi không kìm được những xúc cảm của bản thân. Tôi thương người phụ nữ ấy, chỉ vì thiếu hiểu biết, chỉ vì quá thương con mà đã vô tình biến mình thành kẻ phạm pháp. Phượng không muốn ly dị người chồng nghiện ngập vũ phu chỉ vì một lý do, đó chính là muốn con có cha, có mẹ. Nhưng Phượng không biết rằng chính những đòn roi vô cớ và những lúc lên cơn, lực sẽ còn gây nên sự tổn thương không hề nhỏ đến con trẻ. Thay vì cứ mãi cam chịu rồi dần đưa mình vào con đường phạm pháp, giá như Phượng tỉnh táo hơn, dứt khoát đoạn tình với người đàn ông đã hủy hoại cả cuộc đời cô, thì phải chăng bây giờ mọi thứ đã khác? Phượng đã không phải chịu cảnh ngồi tù 15 năm, con cô đã không phải gửi ở trung tâm bảo trợ, và những nỗi đau đã không trở nên nhói lòng đến thế. Sao bữa nay em buồn quá vậy? Bộ không có lựa được váy cưới ưng ý hả? Dạ không, tại em không thích mặc áo cưới lắm, em thích mặc áo dài hơn. Có gì đâu, để tuần sau anh chở em đi đặt may một bộ nha. Chịu không? Nè, chịu thì phải cười lên chứ, mặc cái chùa ụ à. Đó thì vậy phải dễ thương không? Đây. Đây á là tiền lương tháng này của anh nè. Một nửa anh để dành tiền in thiệp cưới, nửa này á em đem về mua thuốc cho má đi. Từ từ đã anh. Hai gia đình của mình á chưa có nói chuyện chính thức mà em cứ lấy tiền của anh hoài, em ngại lắm. Sao mà chưa nói, ba của em á cũng đã hối thúc là hai đứa mình đám cưới sớm sớm. Với lại á, gia đình của anh với gia đình em á cũng có xa lạ gì đâu. Sớm hay muộn gì á mình cũng là vợ chồng mà. Cho nên em đừng có ngại, nè em cầm đi. Mà bộ có chuyện gì hả? Thấy em sao sao á, có chuyện gì hả em? À, đâu có gì đâu. Anh, hay thôi mình đi về đi, em về em còn lo cơm nước cho ba má nữa. Thôi mình về. Đi em. Con mời ba dùng nước. Ừ,
qua rồi. Dạ bà xã, con đi khám lên viện, nay kỳ hạn của bác sĩ á, đi chung với cô Tư hàng xóm đó ba. Hằng chưa là đi làm chưa về hả? Dạ Hằng đi làm sắp về rồi ba. Dạ chào ông ngoại. Dạ chào bác. Hai đứa đi đâu về vậy? Dạ con chở Hằng đi thử áo cưới ngoại. Sẵn dịp đây tôi mời cậu ngồi tôi nói chuyện một chút. Dạ ngoại có chỉ dạy gì con nghe? Dạy thì tôi không dám dạy, nhưng tôi hôm nay tôi muốn nói rõ cái định của tôi. Tôi không có chấp thuận việc cưới xin của cậu với con Hằng. Ủa là sao vậy ngoại? Tôi có một đứa con cháu gái à. Tôi không muốn sau này nó sẽ khổ. Gia đình tôi đó cũng không khá giả gì, nhưng tôi được biết đó, gia đình anh cũng gặp khó khăn. Bây giờ anh lấy con Hằng cháu gái tôi về, sau này lấy gì sống? Dạ con biết là công việc của con còn bấp bênh lắm, nhưng mà con hứa với ông ngoại á, con hứa với bác đây á, con sẽ không để Hằng khổ đâu. Con biết là má Hằng bệnh tật, cho nên hàng tháng á con đều chủ động dành dụm tiền để phụ giúp má Hằng. Con thật sự là con thương Hằng thiệt mà. Ông ngoại tác hợp với con đi ông ngoại. Thương thương cái gì? Thương có đổ ra được tiền để mua thuốc men cho má nó không? Bác, bác nói giúp con tiếng đi bác. Chị ba. Ba cái gì? Tôi còn sống trong cái nhà này, tôi còn có quyền quyết định mọi việc. Tối qua đó, ngoại đã phân tích con rồi. Yêu đương không quan trọng, quan trọng là sau này con sướng hay khổ. Anh Việt Kiều đó, anh vừa có tiền, gia đình lại tử tế nữa. Nếu Phúc thật tâm thương con thì chắc Phúc cũng mong con hạnh phúc và sung sướng. Tôi nói vậy có đúng không Phúc? Như vậy là em đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Con cũng cho Hằng chút thời gian. Dạ thưa ba, ba cũng đừng tạo áp lực cho tụi nó. Vả lại ba chọn Việt Kiều cho Hằng đó, chưa về nước để ra mắt mà biết đâu ba. Biết cái gì hả? Với anh á, cả đời này là không làm gì phấn lên được hết á. Ngoại, nhưng mà con thương ảnh, với lại á, tụi con cũng tính tới chuyện kết hôn rồi mà ngoại. Thương cái gì mà thương? Thương có đổ ra được tiền lo cho thuốc thang cho má mày không? Như má mày đó, hồi nó cãi tao, bây giờ cuộc sống vậy đó. Hả? Thôi đừng có cứng đầu nữa. Hằng. Dạ con xin phép ngoại, xin phép thấy. Lo dạy con gái lại đi. Tuần sau gia đình thằng Quang là người yêu cũ của nó đó qua đây nói chuyện với mình rồi đó. Còn có vụ Việt Kiều chỉ là cái cớ thôi. Tôi nói vậy để cho thằng Phúc nó đỡ tụi thần, coi như tôi làm phước cho nó mà. Nhưng không có nhưng gì vậy đó. Tôi cũng mong cho cái nhà này tốt không thôi. Cũng như anh hồi xưa đó, hứa xui hứa ngược sẽ lo cho con qua. Nhưng rồi sao? Rốt cuộc ở trên đất cô ngoại, đất ngoại là của ai? Là của tôi đó. Đau bệnh, vợ đau bệnh cũng không lo được cái gì hết. Tiền bạc cũng không. Anh có biết tiền viện phí, tiền thuốc men của ai không? Của thằng Quang đó. Biết không? Em xin lỗi. Ngoại nói chuyện với em mấy bữa nay rồi, mà em không dám nói với anh. Ngoại cứ bắt em phải chọn giữa anh và gia đình. Bây giờ em không có biết làm sao hết. Thằng Việt Kiều đó là ai? Rồi nó có lo được cho gia đình em giống như là ông ngoại nói không? Em nói đi.
Như vậy thì anh hiểu rồi. Anh sẽ không trách em đâu. Em xin lỗi. Alo, em nghe nè. Em ra đây gặp anh một chút đi. Em biết rồi. Em có khỏe không? Em đang làm. Anh có chuyện gì không? Lúc trước á, anh có hứa là tặng em bộ áo dài trong ngày cưới. Dù bây giờ chú rể không phải là anh, nhưng anh mong em cho anh thực hiện được lời hứa đó. Em nhận nè. Cảm ơn anh. Alo. Anh ơi, anh tới đón em trễ một xíu được không? Tại em phải tăng ca. Hay thôi, khi nào em xong việc á, rồi anh qua rước em nha. Dạ em biết rồi. Là anh ta hả? Thôi, anh đi về đi. Em phải vô trong làm tiếp đây. Tôi không có chấp thuận việc cưới xin của cậu với con Hằng. Yêu đương không quan trọng, quan trọng là sau này cô sướng hay khổ. Anh Việt Kiều đó, anh vừa có tiền, gia đình lại tử tế nữa. Nếu Phúc thật tâm thương con thì chắc Phúc cũng mong con hạnh phúc và sung sướng. Tôi nói vậy có đúng không Phúc? Thằng Việt Kiều đó là ai? Rồi nó có lo được cho gia đình em giống như là ông ngoại nói không? Hay thôi, khi nào em xong việc á, rồi anh qua rước em nha. Dạ em biết rồi. Là anh ta hả? Tại sao là thằng Quang? Tại sao là người yêu cũ của Hằng chứ? Phản bội! Em đã được phản bội! Tối rồi. Anh hẹn tôi có chuyện gì không? Có gì thì anh gọi điện nói cũng được mà. Hằng, anh xin em á, cho anh cơ hội đi. Anh bị làm sao vậy? Không muốn chia tay đâu. Tôi với anh đã chấm dứt rồi. Tôi cũng đã đính hôn rồi. Anh làm ơn tha cho tôi đi. Là thằng Quang phải không? Em nói đi. Là thằng Quang phải không? Anh bị điên hả? Anh làm ỉ nó làm gì vậy? Đúng thì sao? Mà sai thì sao? Tôi xin anh á, anh đừng có làm phiền tôi nữa. Vậy thì bao năm nay á, em coi tôi là cái gì hả? Tôi cứ tưởng á, là chia tay với em để em về với người mà ông ngoại em đã chọn. Nhưng mà tôi thật không ngờ em là đồ phản bội. Không lẽ tình cảm bao nhiêu năm nay của tôi á không bằng thằng bồ đã từng đá em hả? Đúng. Tôi hết tình cảm với anh rồi.
Tôi cũng đã đính hôn. Anh đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Ngoại tôi nói đúng. Tình yêu chẳng là cái gì hết. Quan trọng với tôi á là người ta có thể lo cho tôi cuộc sống sung sướng, chứ không phải như anh. Phải rồi. Giết tôi. Giết chúng như tôi. Sau khi tỉnh dậy, bị cáo thấy mình đang nằm trong bệnh viện, toàn thân bị bỏng, còn Hằng thì đã mất. Lúc đó bị cáo chỉ muốn chết theo Hằng. Bị cáo nói mình yêu bị hại nhưng lại nhẫn tâm dùng xăng thiêu sống người mình yêu. Bị cáo có thấy lời lẽ của mình bị rất mâu thuẫn không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, chỉ vì yêu mà bị cáo trở nên ích kỷ. Và khi biết được Hằng sắp đám cưới nhưng không phải với người mà gia đình đã mai mối, mà là quay về với người yêu cũ, lúc đó bị cáo rất là tức giận. Bị cáo suy nghĩ là tình cảm bao nhiêu lâu nay bị cáo dành cho Hằng mà Hằng đã phản bội bị cáo. Cho nên bị cáo mới suy nghĩ là giết người rồi tự sát. Giá mà lúc đó Hằng nói cho bị cáo biết thì bị cáo đã không hành động mất hết nhân tính như vậy. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành động của bị cáo Nguyễn Văn Phúc đối với bị hại Võ Thúy Hằng là giết người. Cả hai vốn từng là người yêu nhưng vì những mâu thuẫn trong tình cảm và rào cản của gia đình, bị cáo đã có hành động mua xăng nhằm gây án. Đây là hành vi có chủ đích, coi thường tính mạng con người, cần có biện pháp mạnh để đề phòng, răn đe. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Phúc về tội giết người. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời ông Trần Văn Đại là ông ngoại của bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Theo như bản cáo trạng, cũng vì sự ngăn cản của ông chính là một phần nguyên nhân dẫn đến sự việc. Ông có ý kiến gì không? Thưa hội đồng xét xử, vì má nó bệnh, cần số tiền lớn để chữa bệnh cho má nó. Tôi thấy Phúc công việc cũng bấp bênh quá, cho nên tôi mới gả cho nó cho một nhà khá hơn, có điều kiện hơn. Mời ông ngồi xuống. Mời ông Võ Quang Định, đại diện hợp pháp bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có đồng ý với bản cáo trạng luận tội của vị đại diện viện kiểm sát dành cho bị cáo Phúc hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, mất con tôi rất đau lòng, nhưng tôi không ngờ cái người mà thương yêu chọn làm rể chính là kẻ giết hại con gái mình. Và nghĩ lại, lỗi chính là do gia đình chúng tôi. Kính mong hội đồng xét xử cho Phúc có đường sống chuộc lại lỗi lầm. Mời ông ngồi xuống. Mời ông Nguyễn Văn Phú là đại diện người nhà bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát dành cho bị cáo Phúc hay không? Để đại diện cho gia đình cháu Phúc, tôi xin lỗi gia đình ông. Dạ thưa hội đồng xét xử, mong hội đồng xét xử giảm án cho con tôi. Tuy là tội nó gây ra rất lớn, nhưng mà nó rất là hối hận. Chắc nó cũng phải đau lòng lắm, nó mới hành động nông nổi như vậy. Dạ tôi kính mong hội đồng xét xử xem xét
cho nó có một con đường sống à. Bị cáo Nguyễn Văn Phúc được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Con xin lỗi ông ngoại, con xin lỗi bác, con xin lỗi ba. Bây giờ bị cáo không bào chữa cho tội ác của mình nữa. Bị cáo chấp nhận hình phạt của pháp luật. Bây giờ hội đồng xét xử sẽ vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Phúc đối với bị hại Võ Thí Hằng là giết người. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, gia đình bị hại cũng đã viết đơn xin giảm án, tích cực hợp tác điều tra. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng điều 123 của Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc tù chung thân về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ba, ba hãy giữ sức khỏe nha ba. Tôi xin lỗi ông. Một vụ án mà tình yêu hóa thành thù hận, để rồi người chết, kẻ chịu án chung thân. Nhìn bị cáo Phúc ăn năn kể về quá trình phạm tội của mình khiến tôi có chút thương cảm. Thương vì người đàn ông đã dành tất cả cho tình yêu nhưng cuối cùng lại bị chính người mình yêu phụ bạc. Thương vì cái giá quá đắt khi Phúc lại cướp đi sinh mạng của bị hại Hằng, người anh yêu thương. Tôi thiết nghĩ giá như cả hai trân trọng lẫn nhau hơn, giá như bị cáo lý trí hơn trong chuyện tình cảm, đừng để sự việc đi quá xa, và những bậc phụ huynh đừng can thiệp quá sâu, đừng quá cực đoan trong vấn đề hạnh phúc của đôi trẻ, thì cái kết đâu đắng lòng đến thế. Ê, đâu vậy? Xuống dưới bếp lấy miếng mồi thêm coi. Tôi đi ra chợ. Để lát không thôi là chợ nó hết á. Ông vô trong bếp ông tự lấy đi nha. Bà muốn tôi đập bà không? Đi vô bếp lấy thêm mồi mau. Ở cái gì? Ê, bà có thái độ gì hả? Dằn mâm sáng chén là sao? Hả? Hả? Ông vừa phải thôi nha. Ông có biết là mấy cái thứ này á, tôi phải làm cực khổ lắm tôi mới mua đem về cho ông được không hả? Làm nhảm nữa hả? Bữa nay á, tôi đập cho bà một trận để bà hết con lái cho tôi. Một lần nữa đi nha, giết bà luôn đó. Má! Má! Lại có chuyện gì nữa vậy má? Ba lại sợ nhậu xỉn vô rồi phá đập đồ nữa hả má? Má có sao không má? Không sao đâu con. Thì ổng chứ còn ai vô đây nữa. Ổng thì biết cái gì ngoài nhậu nhẹt rồi quậy phá đánh đập vợ con đâu.
mà ba cũng kỳ thiệt luôn á. Cứ nhậu xỉn vô á là đập đồ rồi đánh má nữa. Sao mà má chịu được không biết nữa. Má không chịu thì má phải làm gì bây giờ? Hồi đó lúc mà mới cưới nhau á, má cũng biết tính của ổng gia trưởng rồi. Nhưng mà má nghĩ á là mai mốt có mấy đứa con rồi thì ổng sẽ thay đổi. Mà má cũng đâu có ngờ bây giờ á, ổng lại dính vô rượu chè, rồi đổ đốn ra, quậy phá, đánh đập vợ con vậy. Thì má vì gia đình, vì mấy đứa con. Chứ nếu không á thì... Nhưng mà má đâu có thể nào mà má cứ chịu đựng như vậy vậy hoài được. Thiệt tình luôn á, con không có chịu vậy đâu. Ba cứ tối ngày á, ba xỉn vô ba đánh má hoài à. Má lớn tuổi rồi, má đâu chịu thể nào mà chịu nổi được đâu má. Hay là má cho con lên ủy ban á, con nhờ người xuống giải quyết cho má nha. Đúng rồi đó má. Không có tác dụng gì đâu con ơi. Mấy lần trước ở trên ủy ban người ta cũng xuống đây đó. Người ta nói chuyện với ổng, nhưng mà có nói được cái gì đâu. Ổng cứ say xỉn suốt ngày, rồi người ta cũng phải đi về thôi con à. Nhưng mà vậy không có được. Không lẽ không có cách nào để mà giải quyết hả má? Cứ để mà ba đánh má vậy hoài, má càng cam chịu, ba càng đánh má tiếp á. Bây giờ thì chắc chỉ còn cách là làm sao cho ổng hết uống rượu thì ổng mới hết cái tật mà quậy phá thôi con à. Má thì má thua rồi đó. Thôi mấy đứa lo dọn dẹp giùm má đi. Dạ. Má đi ra chợ. Hồi nãy má tính đi á. Dạ. Mà bị ổng lôi lại đó. Nè má. Thôi má đi nghe chưa. Dạ. Thì hả má đi. Chị hai. Chị hai tính sao? Chứ để ba cứ đánh má như vậy hoài à. Có chị hai, hai chị em mình ở nhà thì còn đỡ cho má. Chứ lúc mà hai chị em mình đi học á rồi má biết tính làm sao. Giờ hai cũng không biết tính làm sao nữa. Dọn đồ lên đi mấy đứa ơi. Dạ. Làm gì đi? Trời ơi, ông biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày giỗ của ba ông đó. Không có giỗ hoài gì hết á. Tôi muốn đi biển. Bây giờ ba xuống kêu tụi nó đi biển. Trời ơi, tôi đã nói là hôm nay là ngày giỗ của ba ông. Còn không còn ngày nào để đi biển nữa hả? Không có giỗ hoài gì đó. Nhà này không có cái gì quan trọng ngoài tôi hết. Hai đứa bay chuẩn bị đồ đi biển, mau lên. Trời ơi, biển gì mà biển không biết. Bữa nay là ngày giỗ của ba không? Không có giỗ hoài gì hết. Bây giờ đi không? Bây giờ không đi là tao đập bể hết luôn á. Tao đập bể hết luôn á, mưa không? Má, nói có nghe không? Sao mà đứng đó vậy hoài vậy hả? Bây giờ không có giỗ hoài đi biển. Không có giỗ hoài gì hả? Đi biển, đi biển. Không, mau lên. Ba làm cái gì đó? Ngoài cái gì đánh đập má nè, ba còn làm cái gì nữa hả? Ba thay chị suốt ngày á, ba coi vậy ba có được không? Mày muốn vậy với tao hả? Làm cái gì á? Ông đánh tôi chưa đủ sao còn đánh con nữa? Đánh nè, đánh nè. Tôi nhìn ông đủ rồi nha. Nhìn anh nha. Ông. Lên khu bán nè. Dạ. Lấy tờ giấy cho má mau lên. Tôi ra tôi trói ông lại nè. Buông ra, buông ra, buông ra. Nhanh lên con. Buông ra ra. Buông ra ra. Ôi, mẹ con mới làm gì vậy? Buông ra ra. Tôi nhìn ông á,
bao nhiêu năm nay đủ rồi, cô không có nhìn nó đâu. Mẹ, làm vậy có được không? Ông cứ xài hết á, nói ông lại đi, xài ông hết xin được thả ông ra. Ăn uống vệ sinh của ông không để thì má lo, có sợ gì hết á. Buông rồi đó, coi, coi, để dưới hết. Đưa ông ra sao, đi. Khốn nạn, mở lối cho tao. Khốn nạn, mở lối cho tao. Mở lối cho tao coi, mở lối coi. Ông ăn đi, ông tỉnh rượu á, tôi mở trói cho ông. Vậy không? Mở trói cho tao coi. Mày mở trói cho tao. Mở trói tao. Tao mà ra được tao giết hết. Tao giết hết. Khốn nạn. Mẹ con thì khốn nạn lắm. Mở trói cho tao. Mở trói cho tao. Má, mình thả ba ra được không má? Thôi kệ ổng đi con. Ổng la đạn lát ổng mệt là ổng ngủ à. Chứ bây giờ mình thả ổng ra, ổng phá nhà, ổng giết chết mẹ con mình đó. Thôi con ngủ đi. Dạ. Ngủ đi. Hả? Ông ơi, không ai gì à? Đi mẹ. Mày muốn gì cho tao hả? Tao mà ra được tao giết hết. Tao giết hết. Bị cáo Trần Thu Thủy, tại sao bị cáo lại có hành vi giam giữ rồi sau đó dùng áo quấn quanh cổ bị hại Đặng Phú Quý, mà bị hại cũng chính là chồng của bị cáo? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, thực sự là bị cáo cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng mọi việc xảy ra quá sức chịu đựng của bị cáo. Từ ngày bị cáo về làm vợ của bị hại, bị cáo thường xuyên hứng chịu những trận đòn từ cái thói vũ phu gia trưởng của ổng. Ngày hôm đó
bị hại nhậu say về gây sự, kiếm cớ đánh đập mẹ con của bị cáo. Bị cáo chỉ muốn trói ổng lại để cho ổng khỏi quậy phá nữa. Nhưng đêm hôm đó đã bị trói mà ông ấy cứ chửi mắng. Dạ, bị cáo nhớ lại những chuyện đã xảy ra nên không kiềm chế được bản thân mình, mới hành động nông nổi như vậy à. Bị cáo Đặng Ngọc Tâm, tại sao bị cáo lại giúp sức cho bị cáo Thủy trói chặt cha ruột của mình? Bị cáo có biết làm như vậy là vi phạm pháp luật hay không? Dạ, từ hội đồng xét xử, bị cáo lúc đó bị ba đánh nên rất là hoảng loạn. Bị cáo thường xuyên thấy ba say xỉn về rồi hành hung má, nên bị cáo mới cùng với má trói ba lại. Lúc đó bị cáo không có nghĩ gì hết á, chỉ biết nghe theo lời má trói ba lại, chỉ biết làm theo má thôi. Bị cáo không nghĩ mình làm như vậy là sai trái. Mời đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trần Thu Thủy với bị hại Đặng Phú Quý là giết người và giữ người trái pháp luật. Bị cáo Thủy và bị cáo Tâm đã có hành vi trói và bịt miệng bị hại. Sau đó, bị cáo Thủy đã dùng áo quấn quanh cổ bị hại gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, xét thấy bị hại cũng có lỗi lớn khi thường xuyên say xỉn, lăng mạ, xúc phạm đến gia đình hai bị cáo. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc đáng tiếc. Sau khi bị khởi tố, hai bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ quá trình điều tra. Căn cứ vào điều 157, điều 123 Bộ luật hình sự, căn cứ vào những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hình phạt, viện kiểm sát đề nghị mức án 6 tháng tù giam đối với bị cáo Đặng Ngọc Tâm về tội giữ người trái pháp luật và tổng hợp hình phạt là 9 năm tù đối với bị cáo Trần Thu Thủy về tội giết người và giữ người trái pháp luật. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời Đặng Ngọc Linh là đại diện hợp pháp cho cả bị cáo và bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Cô có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho hai bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, lỗi là cũng ở ba con. Ba con là người say xỉn, quậy phá, thường xuyên đánh đập má. Hàng xóm xung quanh ai cũng biết rõ. Nhưng má con và chị hai con cũng vì thương gia đình nên mới xảy ra câu chuyện như vậy. Ba con đã mất rồi, bây giờ con chỉ còn có má và chị hai. Con kính mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ án cho má và chị hai của con. Mời cô ngồi xuống. Bị cáo Đặng Ngọc Tâm, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết việc làm của mình là sai rồi. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho bị cáo và má. Bị cáo Trần Thu Thủy, bị cáo cũng được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết mình sai rồi, cho đến bây giờ bị cáo cũng không thể nào lý giải được tại sao lúc đó mình lại hành động mất nhân tính như vậy. Dù cho có ghét chồng mình, nhưng mà trong suy nghĩ của bị cáo không bao giờ muốn chồng mình chết. Bị cáo không hề muốn điều đó đâu ạ. Bao nhiêu tội lỗi là do bị cáo hết. Bị cáo xin gánh hết mọi tội tình. Chứ con mình không có lỗi lầm gì hết.
Kính xin hội đồng xét xử xem xét tha tội cho con của bị cáo, và bị cáo được nhẹ án để sớm trở về săn sóc cho gia đình ạ. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Trần Thu Thủy đối với bị hại Đặng Phú Quý là giết người và giữ người trái pháp luật. Hành vi của bị cáo Đặng Ngọc Tâm đối với bị hại Đặng Phú Quý là giữ người trái pháp luật. Bị cáo Thủy và bị cáo Tâm đã có hành vi trói bị hại. Sau đó bị cáo Thủy dùng áo quấn quanh cổ bị hại gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, xét thấy bị hại cũng có một phần lỗi lớn khi thường xuyên lăng mạ xúc phạm đến gia đình của bị cáo. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc đáng tiếc. Sau khi bị khởi tố, hai bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ quá trình điều tra. Căn cứ vào điều 153, điều 157 Bộ luật hình sự, căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội giết người và tội giữ người trái pháp luật, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thu Thủy 9 năm tù. Áp dụng điều 157 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Tâm 6 tháng tù treo về tội giữ người trái pháp luật. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Má ơi! Má! 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 Ở nhà đang ngoan ngoãn, đi học kia cho con. Mẹ! Người phụ nữ đáng thương cả đời cam chịu người chồng vũ phu, chỉ vì một phút mất kiểm soát đã phải nhận bản án 9 năm tù cho tội ác của mình. Chứng kiến những giọt nước mắt của chị, tôi nghĩ điều chị ân hận nhất có lẽ là việc chị đã đẩy người con gái lớn với tương lai sáng lạng phía trước vô vòng lao lý cùng với mình. Vì giúp má giữ ba lại mà cô gái đó cũng phải nhận bản án 6 tháng tù treo. Lại một lần nữa, tôi rùng mình bởi những cái kết đau đớn mà rượu mang lại cho xã hội chúng ta. Đã có rất nhiều vụ án mà chính những người thân trong nhà vì say xỉn mà tương tàn với nhau.